Thưa quý khán giả, ngày hôm nay khu vực Nam Bộ sẽ xuất hiện mưa dông rải rác. Sự xuất hiện của những cơn mưa dông này phần nào giảm bớt tình trạng nắng nóng. Tuy nhiên trong cơn dông lại tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nên bà con cần lưu ý để phòng tránh. Do có mưa dông nên nắng nóng suy giảm ở các tỉnh thành Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận sẽ giảm xuống ngưỡng từ 30 cho đến 33 độ. Còn với các tỉnh ven biển Trung Bộ, buổi sáng trời phổ biến không mưa và ban ngày có nắng. Nhiệt độ trưa chiều nay tại đây có xu hướng tăng lên ngưỡng từ 31 cho đến 33 độ. Trở ra phía Bắc, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành lân cận trời cũng duy trì nhiều mây, trưa chiều trời hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực này sẽ phổ biến dao động trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ. Trên biển, quần đảo Hoàng Sa nắng ráo, còn quần đảo Trường Sa trời không mưa, gió duy trì ở cường độ thấp, tình trạng biển bình thường. Phần cuối sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các tỉnh và thành phố trên cả nước trong ngày hôm nay.